Hi, chào các bạn. Hôm nay thì mình lại tiếp tục chia sẻ với các bạn về cái bài màu sắc. Thì có nhiều bạn đề nghị là mình tạo một cái bài hướng dẫn về môn màu sắc. Thì với cái môn màu sắc thì mỗi một thầy cô sẽ cho các bạn một cái cách mà sao nhỉ? Một cái cách vẽ, một cái cách thiết kế khác nhau. Cho nên là có thể cái của mình nó phù hợp với thầy cô này, cũng có thể là chưa hợp phù hợp với thầy cô kia, thì nó là một cái cách mà các bạn tham khảo nhé. Vậy thì đầu tiên là chúng ta có cái bài như thế này. Thì nếu mà chúng ta làm về màu thì các bạn có thể để màu, còn nếu mà các bạn làm về đen trắng thì các bạn có thể để đen trắng. Những cái việc của chúng ta là sẽ phải tạo ra mảng miếng, tạo ra mảng miếng. Vậy thì tạo ra mảng miếng thì chúng ta có cái phần filter. Đó. Thì các bạn vào phần filter đây. Và các bạn chọn filter gallery. Thì khi mà các bạn vào filter gallery này đó, thì các bạn nhìn thấy đây đó. Các bạn vào filter gallery thì các bạn đã nhìn thấy cái bài này. Thì cụ thể chúng ta có thể thiết lập như này đúng không? Các bạn có thể thiết lập chia mảng nó nhỏ đi đó. Có thể chia mảng nó nhỏ đi chẳng hạn. Thì tùy từng cái mặt, nếu cái mặt nó sáng quá này, các bạn thấy cái mặt này nó sáng quá, nó không thể chia được mảng, thì chúng ta lại phải điều chỉnh lại sáng tối cho nó. Đây, các bạn thấy đấy, nó gần như không chia được cái mảng. Vậy thì ta lại tắt đi nhá. Trong trường hợp này nó đang sáng quá, ta sẽ cho nó trầm lại, cạn chân lờ đúng không, cho nó tối lại, tối thêm nữa vào, cho nó sáng tối rõ ràng vào. Rồi bây giờ ta lại tiếp tục kèm vào filter gallery. Ta kiểm tra xem nó được chưa. Lần này thì nó đỡ hơn rồi đấy, đúng không? Lần này thì cái mặt nó đỡ hơn rồi. Thì các bạn có thể tạo ra các cái mảng như này chẳng hạn. Đã, các bạn có thể tạo ra các cái mảng như này. Đây. Cái phần mắt này thì cứ để nó rõ hơn chút. Rồi. Đó. Đó. Thì cái mảng này nó như thế này là tạo ổn rồi đấy ạ. Đúng không? Tạo ổn rồi, các bạn có thể trình bày. Vậy thì bây giờ mình xong như này đi. Và bây giờ các bạn nhìn thấy hiện tại là nó đã chia mảng cho các bạn rồi. Còn đây là cái cách màu nhá. Thế còn nếu cái cách đen trắng thì sao? Các bạn có thể vào image. Chúng ta để chế độ màu gray ạ. Rồi. Sau đó các bạn lại chuyển về image, chuyển về RGB. Và ta vào filter tại gallery. Tương tự như thế, nó vẫn ra cái các cái mảng như này đúng không? Đấy. Thì trong cái bài của các bạn này nó có một số các phần gì? Nó có một số các phần lưu ý, đó là mảng miếng, đen trắng hoặc màu. Thì tùy vào cái cách mà chúng ta thiết lập nhé. Tốt nhất là các bạn nên chọn được cái ảnh nào mà nó chia mảng khối rõ ràng. Thì các bạn sẽ làm nó rất là dễ. Thì trong trường hợp này ta cứ để nó, đúng không? Ta để nó màu đi, đúng không? Ta tùy chỉnh cho nó dễ. Rồi. Ok. Đó. Và ta vào filter, ta vào gallery này. Vậy chúng ta có cái mảng này đi. Đó. Có cái mảng như này. Cái mắt này có thể điều chỉnh thêm. Không được. Đó, các bạn có thể để như này, nó đỡ hơn. Nhìn nó rõ hơn đúng không ạ? Rõ hơn. Rồi. Hoặc có thể điều chỉnh như này. Vậy ta tốt nhất ta điều chỉnh như này thì nó có cái mảng rồi. Ta nhấn OK này. Vậy khi các bạn nhấn OK xong rồi này, bây giờ chúng ta sẽ chia, các bạn sẽ bật cái pen này lên, đúng không? Bật pen này lên và ta bắt đầu tô nhá, zoom to này. Trong trường hợp này này, chúng ta sẽ nhấn phím L, chính là cái lệnh lasso tone này này, và các bạn đi cái con chuột. Lúc này đòi hỏi cái con chuột của các bạn nó phải đỡ đỡ lì một tí nhá. Rồi ạ. Đó. Thì trong trường hợp này ta sẽ chia các cái mảng. Cụ thể bây giờ ta sẽ lấy cái mảng này này. Nhấn OK. Được một mảng này. Đó. Ta sẽ được một mảng như này. Vậy thì tương tự như thế. Bây giờ ta sẽ làm cái mắt này.
Zoom to lên nhá, những cái nào giống nhau chúng ta sẽ đại view cái này. Ta nhấn phím gì nhỉ? Phím L Lasso đấy, ta tô cái này trước này. Rồi. Tương tự cái này cũng thế. Các bạn tô này, chỗ này chưa được. Nhấn. Đó, các bạn tô sao? Ví dụ này. Rồi. Quên mình chưa nhấn Shift, nhấn nhầm An. Thì các bạn tô như này nhé, các bạn tô như này. Rồi, chúng ta có cái màu này đúng không ạ? Vậy thì cái màu này bây giờ chúng ta nên tạo ra một cái màu khác. Rồi, nhân từ. Tương tự như thế. Chúng ta sao nhỉ? Lại nhấn phím L. Ta cũng làm sao nhỉ? Di cái con này. Cái này tương tự. Chúng ta cũng nhấn đây ta, các bạn nên nhấn Shift nhá. Rồi. Vậy thì cái mắt này chúng ta cũng làm nó tương tự, cái mắt này các bạn có thể để nó đậm hơn chút. Và trong trường hợp này chúng ta làm sao nhỉ? Đổ màu cho cái mắt này. Đó. Vậy chúng ta được mấy cái màu cơ bản rồi đấy ạ. Vậy bây giờ cái mảng này chúng ta, cái cách chúng ta tạo ra đấy nha, cái cách chúng ta tạo ra là chúng ta làm sao nhỉ, dùng phím L vẽ tạo mảng này. Đấy các bạn. Trong cái quá trình các bạn vẽ, các bạn có thể di chuyển cái bàn tay nhé. Đây mình sẽ vẽ mẫu chút xong mình sẽ dừng lại. Rồi. Vậy thì chúng ta có cái mặt này. Bây giờ cái mặt này của chúng ta, ta cũng nhấn phím tạo đỏ đây. Các bạn cứ tạo mảng nhớ xong đã. Sau đó thì các bạn sẽ chỉnh màu sau. Vậy chúng ta có cái mảng này. Bây giờ tạm thời mình sẽ dừng ghi lại nhé. Mình sẽ dừng ghi lại và mình cũng sẽ làm các bước như thế. Vậy là giờ mình đã làm gần xong cái bức hình rồi đấy các bạn. Khi mà các bạn tạo ra mảng miếng xong này, các bạn tạo ra các cái mảng miếng xong này các bạn làm rất là nhàn. Ở đây chúng ta cứ làm tí một, chúng ta nhấn phím L, mình vẽ này các bạn đấy. Chúng ta cứ làm từng mảng một. Đây mình nhấn Shift mình tạo ra các cái mảng này, ví dụ thế. Làm cái này thì nó đó. Rồi chúng ta cứ tạo ra từng mảng một nhá, tạo ra từng mảng nhỏ một. Cái này thì mình nghĩ là nó làm cái này còn nhanh hơn là làm la poly. Rồi. Thì sau cái đoạn này chúng ta cũng làm sao nhỉ? Các bạn có thể vẽ thêm và tự vẽ thêm nhá. Để cho nó có khối mà. Rồi ạ. Đó. Các bạn cũng có thể tạo thêm một cái layer nữa và chúng ta trong trường hợp này chúng ta để nó động hơn. Rồi. Vậy bây giờ mình tắt cái thằng file gốc đi thử thử xem nào nhá. Đó. Thì chúng ta đã gần xong rồi đấy ạ. Cái đoạn chỗ này chúng ta làm sao nhỉ? Chúng ta nhấn phím L. Cái này các bạn vẽ bằng L nhé. Lasso Tool ấy. Nó nhanh hơn rất là nhiều. Chúng ta vẽ một cái lasso tool cho nó nhanh. Rồi. Tương tự như thế, những cái mắt nhé, cái chỗ, những chỗ này chẳng hạn. Các bạn có thể ví dụ cái đường này chẳng hạn này, cái đường này này, đó. Các bạn có thể dùng lasso tool đi lại cho nó sang đẹp hơn. Các bạn có thể đi lại đúng không? Rồi chỗ này. Tương tự như thế, chúng ta có thể dùng lasso tool ta vẽ thêm cái điểm chỗ này cho nó đậm hơn.
Rồi. Thì cái này nó phải ở layer bên dưới của nó, đúng không? Lúc này ta sẽ phải cho nó cái màu này chẳng hạn cho nó đậm xuống này. Các bạn sẽ nhìn thấy là nó có cái khóe mũi và nó tương tự như thế. Chỗ này nhá. Chúng ta cũng dùng lasso tone ta vẽ thêm cái điểm này. Bên này cũng tương tự, các bạn có thể vẽ thêm cái đấy. Thì trong trường hợp này chúng ta cũng để cái màu nó đậm hơn chút, cụ thể sẽ là layer nào, layer này, vậy thì nó sẽ ở bên trên layer này. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ có khối hơn. Đấy, cái má chỗ này chẳng hạn chúng ta cũng có thể thêm cái quầng nha, nhấn L rồi ạ. Cái má chỗ này, cái trán chỗ này chúng ta có thể cho nó sáng hơn một chút cũng được, tạo ra một layer mới. Có thể giảm opacity nó xuống tương tự như thế. Bây giờ còn cái phần cổ này thì dễ thôi ạ. Cổ này chúng ta zoom to một chút để ta vẽ. Mình cũng sẽ dùng phím L. Vẽ từ đây đúng không ạ? Đó. Chúng ta vẽ các cái đường bao này. Rồi. Khi mà các bạn vẽ xong cái phím này, tạo một layer mới và chúng ta cũng đưa cái con trỏ chuột vào đây. Đổ màu cho nó như này. Vậy thì cái màu này của nó cần làm sao nhỉ? Nó cần đậm hơn chút nữa, chúng ta nhấn Ctrl L ta cho nó sâu hơn chút nữa. Vậy được rồi, thì cái chỗ này này các bạn có thể bật tắt đi này. Chúng ta lại dùng lasso tool ta vẽ lại cái đường này nhá. Nó ví dụ thế, đi lại cái đường này và chúng ta bật lên. Trong trường hợp này chúng ta cho nó đậm thêm một lần nữa, bấm vào đây chúng ta cho nó đậm thêm một cấp nữa. Đó. Tương tự như thế, chỗ này chúng ta cũng đi một cái đường lasso tone ở chỗ này, bởi vì quầng chỗ này nó sẽ sáng hơn này. Và chúng ta cũng bấm đây, ta đẩy nó lên một chút, vẽ thêm layer mới. Rồi, vậy là chúng ta xong cái mặt đấy ạ. Xong cái mặt, cái tóc các bạn có thể tỉa thêm. Và còn lại bây giờ chúng ta có thể là sao nhỉ, vẽ L. Các bạn đưa vào cái đường này. Đúng không? Cho ta đưa cái đường này, ta vẽ cái điểm này đi. Rồi ạ. Đó. Bây giờ cái đường này chúng ta sao nhỉ? Cho nó xuống dưới cùng này này. Và đi một cái màu này đó, đi màu này đi. Vậy thì bây giờ mình cũng sẽ ẩn cái này đi, mình vẽ thêm vài cái nét cho nó nhá. Nhấn phím L. Coi như cái cổ áo ấy. Đó. Rồi, coi như cái cổ áo chúng ta đi một cái đường nét nho nhỏ này. Bật cái này lên. Tăng thêm một cái cấp nữa. Chúng ta cho cái này nó trầm xuống. Rồi. Và tương tự như thế. Tại tắt tiếp cái này đi. Chúng ta có thể dùng cái lasso tool này. Đấy, thêm cái đường này. Cái này cũng tương tự. Rồi. Cái này mình cũng sẽ tạo ra một layer mới. Tạm thời tắt này và tiến này lên. Chúng ta kiểm tra. Và xương xương nó lên được hình rồi đấy các bạn. Các bạn có thể tạo thêm một cái lớp này nữa. Ví dụ chúng ta vẽ thêm cái cà vạt ta rõ ràng một chút. Chúng ta nhấn lasso tool. Rồi. Vẽ cái cà vạt nó đậm hơn chút. Rồi vậy ta lại bật cái này lên. Tắt cái này đi đúng không ạ?
Trong trường hợp này mình cũng sẽ để nó màu đen đi. Thế là nó có mảng nữa đấy. Cái áo này các bạn có thể điều chỉnh nó thêm chút nữa cũng được. Bật nó lên ạ. Ta cũng lại dùng lasso tone, ta vẽ thêm một cái điểm này đó. Mờ 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 thôi. Đó, mờ 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 chỗ này. Rồi. Đây mình quên trên sheet. Chúng ta vẽ nó mờ 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 cái đoạn này chỗ này thôi nhá. Rồi ạ. Rồi ta bật nó lên. Bây giờ chúng ta sao cho nó vào đây. Rồi lấy cái này đi. Giảm opacity này xuống. Thế là hoàn toàn các bạn đã tạo xong một cái bài. Đó. Bây giờ các bạn nếu mà muốn nó thành cái gam màu gì, ví dụ cái bài này nó đang cái gam này thì chúng ta có thể đẩy, đúng không? Chúng ta đẩy cả cái gam này màu màu hồng cũng được, đúng không? Thì tùy theo cái bộ ba màu hay bộ mấy màu thì các bạn. Bây giờ cái tóc thì các bạn có thể vờn này. Cái tóc này có thể vờn đi nhá. Bây giờ chúng ta cái này chẳng hạn, ta tắt cái này đi một chút, ẩn đi. Đây là gốc rồi đúng không? Gốc rồi, tóc nó như thế. Thì các bạn có thể vờn nó đi. Thì đấy. Bây giờ mình tắt cái này đi nhá, mình tắt này đi. Tắt gốc đi. Bây giờ một số các chỗ chúng ta cần điều chỉnh nó một chút này. Ví dụ chỗ này chúng ta nhấn lasso tool đây. Đó. Và các bạn cho nó xuống dưới cùng này, chúng ta làm sao nhỉ? Vẽ thêm cho nó một lớp vào đây. Trong trường hợp này chúng ta cho cái lớp đậm đi. Rồi. Vậy thì chúng ta tương tự như thế. Cái quầng mũi này chẳng hạn, chúng ta cũng có thể nhấn lasso tool chỗ này này. Và những chỗ này chẳng hạn, ta nhấn shift tương tự chỗ này. Các bạn có thể sao nhỉ, cho cái gam màu nó màu này nhưng nó đậm hơn chút đi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vẽ thêm một cái hình nào khác. Đây mình tạo một layer mới nha. Thì cái này nó cần phải ở bên trên layer nào đó đấy, nó phải dưới layer môi, trên layer nào đó. Rồi. Thì chúng ta tạo như thế. Nó không quá khó đâu các bạn. Cái này nó đang hơi cứng nhỉ, chúng ta có thể giảm opacity xuống. Đó. Cái này tương tự. Thì đấy là mình tạo nhanh, đây mình tạo nhanh cái bài bài màu sắc nhé các bạn nhé. Đây mình đang tạo nhanh cái bài màu sắc. Về cơ bản như thế. Về cái mắt chỗ này này, chúng ta cần vẽ thêm một cái L ở đây. Để tạo ra cái độ sáng của cái mắt nhá. Rồi, ta bật cái layer này lên, mình sẽ cho nó vào cái độ sáng này. Đây ta nhìn xa này. Đấy, các bạn nhìn xa giờ mắt nó sáng chưa? Cái quầng sáng này chúng ta có thể giảm opacity nó xuống một chút. Rồi, vậy là các bạn hoàn toàn có thể tạo ra cái bài như này rồi, đúng không? Thì đây là cái bài mình chia sẻ với các bạn nha. Bây giờ mình tạo một cái layer màu trắng này. Đó. Rồi. Cái tóc thì các bạn có thể tỉa cho nó điệu đà hơn nữa. Cái tóc thì các bạn tỉa thêm nhé. Thì đấy là cái bài mình hướng dẫn. Ở chỗ này chúng ta điều chỉnh thêm một chút này. Nhấn phím L. Rồi nhấn pen luôn đi. Rồi. Ctrl Enter, bấm một cái áo dưới này, tăng thêm một cấp. Lúc này ta sẽ cho nó đậm thêm một chút nữa. Đó. Và cho nó lên trên một chút. Ctrl D này, ta lên trên cái lớp cổ này. Đó. Cái này chúng ta cũng sao nhỉ, cắt đây. Rồi. Tương tự như thế chỗ này chúng ta cũng vậy. Kiểm tra xem nó là layer nào.
layer này chúng ta có thể cắt đi rồi đó. Thì đấy là cái bài mà chúng ta có thể làm, các bạn có thể làm nhé. Mình đây mình hướng dẫn nhanh như thế, còn các bạn làm bài tập thì các bạn sẽ làm lâu hơn, lâu hơn nhé. Thì cái bài này mình sẽ up lên YouTube, các bạn xem, các bạn tham khảo thấy nó phù hợp với cái bài của mình. Tất nhiên là cái phần màu nền này này với màu tóc thì các bạn sẽ phải đổ đúng cái gam màu mà bộ 3 hay bộ 4 hay bộ gì đó. Với cái bài này thì mình đang chia sẻ với các bạn về cái cách tạo mảng, cách tạo mảng nhé. Mình đã chia sẻ với các bạn về cái cách tạo mảng, còn lại màu sắc và gam màu như nào thì các bạn sẽ tự chủ động làm sao cho nó phù hợp với cái bài của mình và nó hợp với cái gu của thầy cô hướng dẫn các bạn. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công.